Hello các bạn, là mình đây. Hôm nay mình sẽ giúp cái chỗ phơi nắng cho vùng đất con. Này là sơ dừa nè, sơ dừa cắt ra mình lót lên trên cái thảm này nè. Ở dưới đây là cái phần mà sơ dừa, mùng sơ dừa để trồng các cây nhá. Đây là phần gỗ thông. Phần gỗ thông để các bé nó ịn lên. Các bé nó ịn lên để hút ẩm, mình có thể vứt cái gỗ thông này ra hoặc là thay cái chỗ khác. Những cái sơ dừa này mình có thể là nhặt đi, mình xịt nước đi rồi mình phơi lại, mình dùng lại nhé. Và bước tiếp theo là mình sẽ bắt trong hút rồi bỏ ra đây. Kéo đi phơi. Đó, phơi nắng nha. Chờ nắng nó vô. Cái hướng này hướng nắng này, chờ nắng nó vô dọi vào đây thôi. Rồi, có một cái thì đám con tròn. Thì đám con tròn đúng rồi. Nên có một cái khay nước ở trong cái này và cho cái này lên để tắm nha, thì sẽ nó sẽ trong đây. Đó, nó sẽ uống nước luôn. Đầu tiên nó uống, nó khát nước nó sẽ uống và nó ị thì vào phần phía sau đó, giờ dế sâu gì vứt vào đây phát là nó hút hết luôn. Nên làm khăn nước cái đầu uống đó. Đó, phơi rồi út này. Đây cái chuồng thì sẽ đứt cho nó có nắng liền nhé. Mấy cái tia nó sẽ xuyên vô mấy cái ống kính này, kính này được, khi nó không có chống tia mấy cái tia UVA hay UVB gì hết. Này chuồng nào cũng có nắng đi vào hết, chuồng dưới cũng có nắng, chuồng này cũng có nắng, nên chuồng này cũng có nắng. Thì ánh nắng là một ngày này gì vô, nắng sớm nhưng mà nắng sớm nó không đủ tiêu UV, mà nó lâu được cái là nó lâu. Hôm nay nó hơi nắng tầm 30 mấy phút trên này nhé. Hơi nắng thì hợp tầm khoảng trưa đây đem cho nó nước. Còn này nó cũng chưa rớt gì lắm.